Tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mây vàng cành đào hồng thắm tươi. Bây giờ mình sẽ đi chợ. Chợ này là chợ của người Việt, mà ở đây người Việt người ta cũng rất là quen thuộc. Đó là chợ Phú Cường. Giờ mình với các bạn sẽ đi nha, mình mới đi học về. Ngày đầu tiên đi học, ông dặn dò xong rồi cũng tiếng máy về. Nên về sớm được chút tại ngày đầu tiên rồi. Mấy bạn thấy hai bên nó là là tí cái nó còn á. Hồi thứ bảy tuần rồi nó có cái thì dặn nhỏ nhạc lại. Bài này của Bích Phương á mấy bạn. Chào gì? Chào Tết gì đó. Em chào Tết. Bây giờ mình đi chợ nè, mình đi chợ Việt. Chợ này tên là Phú Cường, ở đây người Việt sẽ rất quen thuộc với những chợ này. Mình nhớ là ở đây khu người Việt có 4 chợ: chợ Phú Cường, chợ Trường Thịnh. Ví dụ một cái chợ, ta kêu bằng chợ AC Pha mà người ta, mấy người lớn người ta hay kêu bằng chợ rau đó. Chứ là một cái chợ ở gần đường Asman là chợ Việt nữa mà quên tên à. Đó là bốn chợ của người Việt ở khu mình ở. Bây giờ mình đi tới chợ nha. Bên phải các bạn là người ta kêu mình nhà thờ đá đó, nhà thờ của Công giáo đó, lớn lắm. Người Việt hay đi nhóm ở đây nè. Thường mình thấy cái chợ ấy ra luôn, mình thấy nhà thờ Công giáo thì thường lớn. Vô ở đây muốn cảm giác Tết á, chỉ có một là mở nhật Tết, hai là đi chợ người Việt hoặc là người Hoa thôi. Còn những cái sinh hoạt ở đây bình thường, tại vì không có phải là Tết của người ta cho nên nó cũng rất là bình thường. Không biết sao ở đây có OLED vậy ta. Có cái lỗ cống á, sợ người ta chạy xuống. Còn ở bên phải các bạn là Phở Hòa đó, để Phở Hòa đi restaurant á, không biết mấy bạn thấy rõ không. Còn tới nữa là Phở Lê, hai bên giống như cạnh tranh nhau vậy đó. Theo mình thấy thì Phở Hòa thì nó rộng hơn, nhưng mà cái đồ ăn thì mình lại thích Phở Lê hơn cái vị á. Rồi đi tiếp theo nguyên cái khu này, khu người Việt không nào. Bây giờ tới chợ Phú Cường rồi nè mọi người. Một đặc điểm mình thấy chợ người Việt đó là neo đó, neo everywhere luôn đó. Tôi quay mấy bạn coi nha. Chợ nói đây xem. Cua cá cọp nè. Cua cá cọp hả? Nhiều tiền. Bầu cua cá cọp. Ủa cái này nó bán nhiều tiền ta? 9 đồng 95 nè, không? Dạ. 9 đồng 95 bộ cua cắt cọp. Rồi. Cho dù kéo xe đi. Có bự có đồ đó ha, mất nè. Chừng mua lẩu nấm này nè. Ừ. Nông ghê, này tấp nập ghê.
được à, cái này nấu chua nữa. Nấu chua à? Cái này nấu canh chua được nè, cái này là cái cây này. Không, hồi cái mùi nó không chua chua thì. Ở lá chua chua. Ừ. Ừ. Hồi xưa Việt Nam mình nói cây gì nè, cái người ta lấy ra người ta nấu canh chua. Bởi vì người ta nhiều quá, người ta lấy ta phơi, là bán. Ừ. Vậy đó. Nè. Hồi xưa lấy lá chứ đâu có lấy bông, hằng này ta lấy bông. À. Giờ mình qua mình lấy nấm trước thôi nè. Dạ. Chục cái kiểu. Ừ. Dưa món nè. Dưa món. Rồi cây củ kiệu nhỏ 6 đồng 95 nó tên. Ốm với mình luôn nè, củ cải trắng. Quá to rồi. Củ cải này ốm con á. Con đùi đu đủ nè. Đu sống. Đu đủ. Đây là gỏi đu đủ ngon. Gỏi đu đủ. Xin đây là bí. Củ này nè, hôm bữa mà nói với củ nó giống như con bì đó. Vào ra cái cắt ra nấu nó giống như bì đó. Nhớ không? Ủa chung mai xả, nhìn đúng xả quá hả? Phải. Cái cây này cái gì mà tính quên tên mất rồi. Nhưng mà nấu ăn nó dẻo dẻo. Dạ. Bột tỏi. Cái này nó bán 2.99 vậy là rẻ. Cái này nó làm ra khô như là nhiều bột tỏi nó mới ra vậy. Nhìn khô rồi đúng không? Giờ đi lấy nấm nè. Con nấm nào vậy? Con thì con thích nấm này. Dạ. Kim chi, muốn kim chi nhiều hết. Con muốn hai cái. Con muốn lấy nấm này không? Dạ muốn. Muốn luôn. Nấm là ngon với lại bổ nữa, không có bị mập nữa. Cái nào nữa? Cái nào nữa? Rồi con muốn lấy cái nấm đùi gà, nấm đùi gà bên kia. Nấm đùi gà. Con lấy nấm đùi gà nha. Qua đây cái nó bị chen. Nay nó được gà nhỏ rồi hả? Mấy kỳ bự hơn đúng không? Nay nhỏ rồi. Chắc hết mùa, cái này mùa lạnh đó. Dạ, cái này hả? Lấy nó đi. Lấy rau gì nữa không? Con không biết, thường thường nấu lắm có đó gì tôm hoặc là cá thôi đúng không? À, có rau quế rau gì không ta? Không, không. À thôi cái này mình về mình nấu canh chua. Bỏ kim chi vô ha. Dạ. Yeah. Cái này bỏ kim chi vô. Ừ. Ha, ok khỏi. Rau răm. Rau răm nè. Dạ. Đang bỏ vô cái bánh tráng gì chứ nha. Dạ. Bánh tráng bánh tráng chén gì đó, như là miếng chén ăn tàu lưa đó. Này món kim chi ở nhà có chia ha. Dạ. Còn lấy gì nữa không ạ? Cá. Cá phải không? Giờ mình qua hàng cá. Cá ở đâu đi? Cá. Cá. Rau rét rồi nha. Tụi nó cái gì? Coi hàng thơ. Cái gì? Kẹt xe lắm. Cá đu đủ nè. Dưa nè, đem về ta cúng nè. Mình không cúng thì mình quay phải không? Đu đủ nè, còn mấy nè. 5 bằng 9 lần. Dưa thử thấy này ngon nè. 5 bằng 9 lần. Cái này đu đủ ngon nè. Không. Mình chờ héo nữa ha. Mình đi chơi mấy này đem qua là héo hết trơn rồi. Còn mắt nữa.
cái này quen. Thanh long, thanh long cục đỏ phải không? Con thấy trên này nó giống mấy cái cây mà xương rồng á. Con kia thanh long kìa, kìa thanh long á, con thấy cái đó giống như trái xương rồng á. Con nghĩ trái xương rồng á chứ không phải đâu. Những hình ảnh này là ba Việt Nam luôn. Cốc của kiểu mà mình thích ăn kiểu. Cà phá. Cà phá chua ngọt. Dạ. Đẩy lên mẹ, đẩy xe cho anh. Chào. Tương đồn kia. Cô giả này ăn mì gói ngon. Mình mua thịt. Thôi dùng cá mà. Đây là gà vịt nè. Bên kia là thịt heo. Đi dùm con mình mua cá. Mua cá ăn màu nấm. Kiểu cá trê vậy đúng không ạ? Ừ. Cắm để cá fish. Để cá hồi nè. Cá hồi nữa đây. Nè đẹp. Được mấy cá hồi không ta? Không, động cá này nè. Cá động fish. Cá hồi như bên kia. Không thấy là như con bên mua kia. Lấy cá này sao kia? Con thích cái này. Thích cả hai. Thích cả hai hả? Mà cái này thì nó ngon. Cái kia này ăn đậu béo có sụn. Còn cái này ăn gì có cũng ngon. Mua hai thứ ha. Mấy thứ miếng vậy đó. Cái mắm sò là cái mì nhiều lắm. Con lem ngon. Nghèo. Rồi mẹ nó mất tiêu rồi trời. Mẹ nó mất tiêu rồi. Đây nè nón lá nè. Ủa? Cái mẹ nãy giờ luôn á. Đầu kia luôn mà hay là đáng này thôi. Có không? Biển cơ lên. Không có mẹ ơi. Họ lấy đó thôi được rồi. Dạ. Dạ chắc được rồi, bị nắm nữa. Kêu ổng cần phải không? Kêu cần thì thành hỏi mình cần. Ờ phải trước rồi. Đây ổng cá làm cá rồi từ từ. Hay đâu kia cân ta? Chắc ở đây cân. Hình như chỉ có mực.
là ra ngoài thôi à. Đầu cá bên kia chứ. Đầu cá bên kia. Đầu cá mèo á. Xong rồi mẹ. Xong xe bên kia. Hả? Nãy con có quay khúc đó rồi. Cái mắt đó nè. Cá này nó giảm cân nó bón vậy đó. Nhiều hơn thì lúc nào cũng rẻ hơn. Có bù nữa nè. Đó. Việt Nam xuất qua không đó. Việt Nam bên đây Việt Nam xuất qua không? Nào. Đó rồi con. Cá này là cá đục. Cá đục giống như nhà cá hấp á, không? Cá tươi cũng biết nữa. Cá này là cá này là cá. Ta còn không biết. Này là làm cái mình không biết. À, cá tai tượng. Nhưng tài mà cá tai tượng nhỏ. Tai tượng nhỏ. Để cá kèo. Cá kèo. Bây giờ đồ Việt Nam xuất qua đây nhiều lắm. Coi hết luôn. Xem nè, xem. Xem coi. Qua heo, hơi kẹt xe rồi. Đây mình đi gà rồi. Mề đâu. Ở đó không có mề, bây giờ có mề đâu nha. Ở đây thường thường ta đâu có ăn đồ lòng đâu. Nhưng mà việc ăn là bây giờ bán. Này bò. Bò này nấu. Con bò này nấu bò kho được nè. Kho phở rồi đó. Cái này là phở tái được nè, đó phở tái nè, tái nè, món này nè, món này nè, món quế nè, đúng món quế, món này là cái xương này đi.
xương đuôi. Dạ. Xương đuôi ở đây nó không có cái da đâu, mình có cái xương thôi. Dạ, mình ăn da luôn, nhưng mà ở đây đâu ta ăn da. Diệt, mình diệt bao tử phải không? Không phải, cái gì ta? Tử á, còn như, để con coi. Nhìn lại à. Mũi, mũi heo. Mũi heo. Mũi heo. Heo mũi heo nè. Dạ. Xương heo. Xương này thường thường mẹ mình hay mua về nướng. Còn ngon. Cái đuôi này đuôi là cái đuôi này nó bị cắt cục mà. Cái bị cắt cục này đó. Dạ. Yeah.